Rồi. Tức là buổi hôm trước chúng ta đang học về kiểu dữ liệu list. Làm kiểu dữ liệu là tương đương với dữ liệu mảng trong C và Pascal. Để nhắc lại một chút, kiểu dữ liệu này là kiểu rất là hay sử dụng nhé. Thì chúng ta mà khai báo là như này, ví dụ khai báo là một cái dãy rỗng thì là như thế này. Và chúng ta có thể khai báo một cái dãy gồm có một số phần tử như thế này. Đấy, ví dụ như này. Đó. Thì như vậy là dãy là kiểu list là n phần tử. Phần tử như vậy là một đối tượng dữ liệu khác. Thì ở trong Python thì các cái phần tử của cái của một dãy nó có thể là một dữ liệu bất kỳ. Nó là tất cả các loại có thể có được, mà trong một cái dãy như vậy thì nó không nhất thiết phải là các phần tử có cùng kiểu. Thì tôi có thể đây là một số nguyên này, ở đây là số thực này, ở đây là một cái string này, đúng không? Ở đây là một cái kiểu bool này, rồi ở đây lại là chứa một cái dãy khác. Dạy khác. Đấy. Thì như vậy là cái điều cái đây là sự khác biệt rất là cơ bản giữa cái khái niệm là dãy ở trong Python và dãy ở trong C hay là Pascal. Thì các phần tử của dãy chúng ta vẫn có thể truy cập vào dưới dạng chỉ số là như thế này. Bắt đầu từ không. Giống như là C, và kết thúc là phần tử cuối cùng là phần tử là length, là chiều dài là length của C, là phần tử cuối cùng n trừ một là phần tử cuối cùng, là phần tử cuối cùng của một cái dãy. Thì khi mà ta chỉ phần tử cuối cùng thì có một cách khác là người ta dùng cái chỉ số là âm như này cũng được. Cái phần tử cuối cùng của một dãy thì nó là cái chỉ số là trừ một, như vậy là nó dễ nhớ. Như vậy cái phần tử cái chỉ số đầu tiên là không, chỉ số cuối cùng là trừ một, như vậy là rất là cho mình dễ nhớ thôi. Còn ta khi ta biết từ đầu ta cứ nâng lên, nâng thôi, đầu đầu là không, nâng lên không, một hai ba bốn, phần tử cuối cùng là len len của cái dãy đó trừ một. Còn ngược lại là trừ một trừ hai, lùi xuống lên từ bên phải là trừ một trừ hai, cho cuối cùng là trừ len của cái dãy đó. Đó nhé. Thì đó là cách mà chúng ta truy cập. Thì đối với dãy thì nhân lại là phần tử của nó là ta có thể thay đổi được, chứ chứ nghĩa là C0 bằng 0, người ta có thể sửa lại C0 bằng bằng 100 chẳng hạn, ta sửa lại thì hoàn toàn ta sửa lại được bình thường. Như vậy là kiểu của dữ liệu dãy là list là kiểu dữ liệu mà có thể thay đổi được. Thì ở trong Python thì cái hiệu đó nó gọi là mutable, kiểu là chuyện nó là mutable là có thể thay đổi được. Còn các kiểu dữ liệu như là số, là string, là tuple là không thay đổi được. Ví dụ tôi nhắc lại, vì tôi làm cái A là một kiểu dữ liệu kiểu tuple, nó giống thật như là list, chỉ khác đây là ta mô tả bằng dấu ngoặc tròn. Thì khi một dãy là dấu ngoặc tròn như vậy thì đây kiểu của A là kiểu tuple. Tuple thì nó giống hệt như là list, giống hệt như là list, chỉ có điều khác duy nhất là tuple là ta không thay đổi được, cho nên nó là thuộc cái loại nó gọi là không phải là mutable, nó gọi là immutable. Thì là hơi xin lỗi, immutable là kiểu dữ liệu là không thay đổi được. Cái từ mutex mutable tức là đột biến đấy, đấy là thay đổi được, còn immutable là không thay đổi được. Tương tự như vậy đối với string nhé. String chúng ta có thể khai báo là bất kỳ khai báo, và với string thì ta có thể mô tả những đây, ta lấy phần tử thứ nhất ra và lấy ra những các chỉ số. Như vậy là một phần tử của string ta cũng lấy ra từng thứ tự một thông qua chỉ số từ một cho đến len của
lên s trừ 1. Đấy, lên là phần tử s, s không nhé, cuối cùng nên là s của len của s trừ 1. Đấy, hay là s trừ 1, s trừ 1 là cái tự cuối cùng của cái show đó nhé. Thì cái cách mà chúng ta truy cập vào từng phần tử của show này, của tuple này và của list là giống hệt nhau, giống hệt nhau. Đó, thì cái kiểu dữ liệu như là list hay là tuple hay là show thì người ta gọi chung nó là kiểu dữ liệu, nó gọi là kiểu dữ liệu tuần tự, tức là chúng ta có thể lấy ra từng phần tử của nó thông qua chỉ số, và chúng ta có thể dùng lệnh for hoặc dùng lệnh in, chúng ta lệnh in để chúng ta kiểm tra xem phần tử có nằm ở trên đó không, và lệnh for để duyệt theo cái chiều dài của cái dãy đó. Ví dụ tôi có thể biết là for ch in s, như vậy là ch s là một dãy các cái ký tự, thì tôi for ch in s và tôi print ch ra, tôi in ra trên một hàng ngang n bằng như thế này. Đấy, in ra nhé. Đấy, in ra là từng phần tử một của cái show s gì lại đây. Đấy, như vậy là cái lệnh for gì đó, in gì đó là nó giống như là đối với list, đối với tuple cũng vậy. Ở đây tôi gọi là an là tuple nhé, thì ta cũng có thể lấy ra như vậy. À, như vậy cái điểm khác biệt giữa tuple và list là ở trong list chúng ta có những cái lệnh, ta có những cái trục, có cái phương thức mà chúng ta có thể làm thay đổi nội dung của cái nội dung của cái dãy đó. Đấy, như là chúng ta có thể là dùng lệnh insert này, hay chúng ta cái dùng lệnh là dùng lệnh là sao cho truy cập, và ta có thể thay đổi trực tiếp từ phần tử một của cái dãy đó, đúng không? Đấy, nhé. Như vậy là đây là phần mà hôm trước ta nói rồi, và với khái niệm chỉ số chúng ta có khái niệm là slicing là vùng chỉ số, và có khái niệm là chỉ số âm. Thỉnh thoảng chúng ta dùng khái niệm chỉ số âm chúng ta truy cập vào cho nhanh hơn, được chưa? Rồi, đó là buổi hôm trước nhé. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái phần mới, là chúng ta sẽ học sâu hơn về khái niệm là chỉ số, là dãy của dãy. Dãy của dãy. Thì là một list, chúng ta nhớ lại là một cái dãy, một cái list là nó có thể là chứa một cái list khác. Đấy. Và khi đó thì chúng ta, đây là như vậy là khi mà một cái list chứa một list khác thì ta gọi là list của list hay list trong list. Cái này là dùng rất nhiều ở trên thực tế, và một cái ứng dụng đơn giản nhất của nó là ứng dụng là chính là cái ma trận nhiều chiều. Mà bây giờ tôi sẽ mô tả khác trước nhé. Ví dụ bây giờ tôi mô tả cái dữ liệu sau đây. Ví dụ tôi mô tả một cái dữ liệu của học sinh của một lớp học, thì mỗi học sinh tôi sẽ đưa ra hai thông tin, một là tên học sinh, hai là điểm số của học sinh, điểm trung bình học sinh. Thì tôi đưa vào một cái dãy, thì như vậy là mỗi mẫu phần tử của dãy đó gồm có hai phần tử, hai tham số là tên và điểm số. Tôi đưa vào một dãy nữa, như vậy là dãy con nằm trong dãy nhé. Và ta viết cái đó, vì ta viết là ta viết cái, ta khai báo một cái list như này là học sinh gồm có nhé, gồm có này là mỗi phần tử của đó là gồm có là hai phần tử con, một là tên, ví dụ như là Hà là tên nhé, phẩy. Thì phần tử thứ hai là điểm số, ví dụ như là 7.5. Đấy, như vậy đây là phần tử nhất nhé, làm dãy con, làm cái list nhé, Hà 7.5. Phần tử thứ hai cũng là một dãy, là bình đúng không, phải như là ông này là 9.0 chẳng hạn, thứ hai nhé. Người thứ ba Hoa, xin lỗi phải viết lại sâu, Hoa, và điểm số của người thứ ba là 8.7. như vậy được chưa? Đó, thì như vậy bây giờ ta thấy là như vậy là HSC là một cái dãy bao gồm là các cái thông tin của một lớp học, thì mỗi thông tin như vậy là một phần tử của dãy đó, thì là nó là một dãy con nữa, gồm có hai thông tin là họ tên, là tên của học sinh, và điểm số của học sinh đó. Thì trường hợp này chúng ta nói là list của list, hay là đây chỉ là một cấu trúc dữ liệu
Thì cái này chính là cái mà chúng ta có thể dùng để thay thế cho cái bản ghi ở trong Postcard chẳng hạn. Đấy. Thì đây là một cái rất hay sử dụng, rất hay sử dụng. Được chưa? Như vậy là list trong list của list là dùng rất là nhiều. Thì đối với list của list chúng ta có thể làm cái gì? Bây giờ tôi muốn truy cập vào người thứ nhất trong danh sách thì tôi viết hsc không như thế này nhé, enter, thì đó chính là Hà 7.5. Thì tôi muốn lấy ra cái người tên là Hà thì làm như nào? Tôi viết là hsc không, đúng không nào? Nhưng mà tôi muốn lấy ra phần tử đầu tiên của cái con này tôi phải viết tiếp là đây là không đó, thì đây chính là lấy ra đây gì, đây chính là Hà, đây chính là Hà. Thì tôi muốn lấy ra cái điểm của Hà là như nào? HSC không, sau đó là mỗi điểm của cái người đầu tiên đó phải để là một, phải để là một. Đây điểm đầu tiên là 7.5 đây này, lấy ra như này được chưa, đó 7.5 đấy. Nhưng mà chúng ta thấy là như vậy là đối với một dãy, mà khi mà dãy trồng dãy thì chúng ta có khái niệm như này, đây HSC y, đây là cái người thứ y của danh sách. Tiếp theo G, đây là cái phần tử thứ G của người thứ Y, của phần tử thứ Y của danh sách HSC. Đây thì đây chính là cách chúng ta mô tả một phần tử, mô tả một cái phần tử bên trong của một cái list of list, đây một cái list của list. Mà thế thì HSC thì vậy là đây là phần tử thứ G của phần tử thứ Y của cái đối tượng HSC. Mà thấy không nào? Đấy. Thì đây chính là cách mô tả một cái biến một cái mô hình ma trận, chính là cái này này, chính là cái này, các bạn thấy không nào? Như vậy là khác so với Pascal và C, chúng ta có thể khai báo một cái mảng như thế này, một cái mảng y như thế này, được chưa? Một mảng hai chiều, nhưng ở trong trong Python thì không khái niệm mảng hai chiều như vậy, có chỗ khái niệm là gì, là mảng mảng trong mảng thì ta mô tả như này. Được chưa? Đây là cách mà chúng ta sẽ mô tả rất nhiều ở trong các cái khi mô tả ma trận hai chiều là như này. Muốn ma trận ba chiều thì phải là như thế này thôi, ma trận nhiều chiều cứ thế k nữa, có thể nó lồng mãi, có thể lồng lồng rất nhiều lần vào trong, và muốn lồng như vậy là nó lại sâu vào trong nữa. Và như tập ma trận là một cái mảng hai chiều hay là mảng ba chiều, mảng n chiều tùy ý, thì chúng ta có thể hay bằng. Được chưa? Như vậy là list trong list nó chính là cái mô hình mảng nhiều chiều ở trong Python. Nó khác so với C và Pascal. Chúng ta không thể định nghĩa trực tiếp khái niệm là mảng nhiều chiều được, mà chỉ khái niệm là mảng một chiều thôi. Muốn có mảng nhiều chiều thì là phải là mảng trong mảng hay là mảng chứa mảng. Được chưa? Rồi thì tôi quay lại nhé, quay lại trường hợp là những trường hợp này. Đây. Thì bây giờ đối với mảng nhiều chiều và mảng mà mảng trong mảng ấy, thì khi chúng ta muốn muốn khai thác các phần tử trong mảng này, chúng ta có những lệnh mới như sau. Đây này, bây giờ thử tôi muốn là in ra một cái danh sách gồm có là họ tên trong lớp và điểm số, họ tên người nhất, họ điểm số nhất, họ tên người thứ hai, điểm số người thứ hai, họ tên thứ ba, điểm số thứ ba. Thế ta làm như thế nào? Thì chúng ta làm có cái làm rất là nhanh sau đây, chúng dùng lệnh for, nhưng mà cái for này là for đặc biệt nha. For này không phải là for cho một phần tử chạy mà cho nhiều phần tử chạy. Làm như sau: for tên phẩy điểm đó, hai phần tử nhé, hai for tên điểm in học sinh nhé, in học sinh hai chấm xuống dòng và print print tên phẩy điểm. Đấy. Thì bạn thấy không? Cái trường hợp này nhé, thì cái cặp tên và điểm này nó là chạy dọc theo HSC. Để chạy theo theo là Hà 7.5 này, Bình 9.0 này và Hoa 87 chạy dọc theo theo H, theo cái dãy SC, và in ra luôn được là tên và điểm luôn. Enter thử nhé. Đấy, in ra là Hà 7.5, Bình 9.0 và Hoa 87. Bạn thiếu nào? Đấy, nhưng đây là đấu tranh là mới và mới hoàn toàn này. Chúng ta có thể for, lệnh for của Python rất là mạnh, nó không phải chỉ là đơn giản chỉ là một biến nhớ k chạy từ 1 đến n đâu, mà nó có thể là
nhiều biến nhớ chạy dọc theo một cái chạy dọc theo một cái dãy lớn, với điều kiện là dãy lớn đó là chứa các cái dãy con và các cái túp bằng con đấy. Cái này đúng với cả túp bần nhé, đúng đúng với cả bên trong này là không phải là đây không phải là list mà là túp bần thì nó cũng đúng như vậy đó. Các bạn thấy rất là hay không nào, thấy rất là hay luôn. Thì đây là cách mà chúng ta sẽ dùng rất là nhiều trong tương lai nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ mô tả sang khái niệm tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái phải đúng là cái khái niệm là mặt trận thực sự nhé. Mặt trận thì một mặt trận mà có cái dạng là m m hàng n cột là cái gì? M hàng, một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, mỗi hàng n phần tử là n cột. Thì như vậy ta hiểu sao? Hàng thứ nhất chính là phần tử thứ nhất list đó, hàng thứ hai phần tử thứ hai của list, hàng thứ ba phần tử thứ ba của list, hàng thứ n, hàng thứ m phần tử thứ m của list. Như vậy là một cái ma trận m nhân n là ma trận gồm có là m phần tử, mỗi phần tử là một cái dãy con, là một cái dãy n phần tử nữa. Ví dụ nhá, đây ví dụ a bằng được khai báo một cái ma trận trực tiếp này. Ma trận này của tôi gồm có là ba hàng bốn cột thì như sau: một một không một, đây chính là hàng thứ nhất gồm có bốn bốn phần tử là phẩy, hàng thứ hai 10 0 1 5 đây là hàng thứ hai, hàng thứ ba ví dụ như là 1 0 0 4 hàng lên hàng thứ ba và nó đóng lại như này đấy. Thì như vậy đây là gì? Đây chính là một cái hình ảnh, đây là chính là phải báo một cái ma trận đây gồm có là một hàng, hai hàng, ba hàng, như vậy là số hàng tức là m đấy bằng số phân tử của dãy, và mỗi một hàng như vậy là dãy con gồm có n phần tử, ở đây là 4. Như vậy cái ma trận A này ma trận là gồm có là ba nhân với đó là cái ma trận kích thước 3:4 là có ba hàng và bốn cột. Các bạn có thấy không nào? Đấy, đây là chính là cái nhé. Và đây chính là cái ma trận. Và khi mà chúng ta muốn lấy ra phần tử thứ y của cái ma trận đó chính là a y g, thấy không nào? A g này chính là phần tử ở hạng thứ y và cột thứ g của ma trận này đó. Nếu các bạn thấy như vậy là đây là cách chúng ta khai báo và chúng ta truy cập vào từng phần tử của một cái ma trận m nhân n. Trường mà m bằng n thì nó là ma trận vuông, còn tổng thể là nó là m nhân n, được chưa? Đấy, thì bây giờ sửa nhé, bây giờ tôi có cái ma trận rồi, bây giờ tôi in ra, bây giờ tôi viết một cái lệnh nhỏ in cái ma trận này ra theo đúng cái hình dáng ma trận mà chúng ta thấy ở trên trong các cái chương trình của chúng ta thì in như thế nào? Đây rất đơn giản là chúng ta làm hai vòng for lồng nhau ta làm được nhé. Thì ở đây là cụ thể, đây là với cái ma trận cụ thể này nhé, chính là a gồm có là ba hàng, mỗi hàng là bốn cột, được chưa? Nhưng mà m bằng 3, n 4. Bây giờ chúng ta làm như sau: ta for y, y là số hàng, y invariance 3 số hàng nhé. Xong enter form lần nữa: for g in range 4, được chưa? Đấy, và chúng ta print print kia a i g in này là in của cái vòng for sau for g nhé, mà g này là chạy trên cái range 4, là chạy theo trên hàng ngang ấy. Là đây chính là cái hàng thứ là cái phần tử g, chính là chỉ số cột đúng không? Chạy theo hàng thứ y. Vậy đây ta để trên một hàng ta để n bằng như này, được chưa? Đấy, sau đó chúng ta lùi ra, và chúng ta cho một lệnh print nữa cho nó để cho nó xuống dòng. Khi khi in hết một khi mà in hết một hàng ngang như này thì ta xuống dòng để sang dòng thứ hai, quay đây sang dòng 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 tiếp theo, sau lệnh print này để quay về đây mà. Đấy, như lại đây là y chạy từ y là chạy theo là từ không, đây là hàng 1, hàng 2, hàng 3. Chúng ta thử nhé. Đấy, in ra đúng như này là 1 1 0 1 10. Đây, 1 1 0 1 xong là 10 0 1 1 5 và là 1 0 0 4.
Đây chính là cái ma trận in ra theo đúng cái trạng thái cái ma trận mà chúng ta đã biết, được chưa? Và đây chính là cái lệnh mà in ra cái ma trận đó. Thế các bạn nhớ nhé, thế này các bạn nhớ nhé, mà ta có thể làm tổng quát luôn được, tổng quát cho một cái ma trận bất kỳ, hay là M nhân N, M như là thế đây, cái range này, cái chỗ này là M này, cái chỗ này là N, được chưa? Thế thì cho một cái ma trận bất kỳ, đây, nó phải có dạng như này, nó có dạng là nó phải có dạng là gồm có M phần tử và một phần tử, như vậy nó gồm có N phần tử ở bên trong nữa. Như vậy tổng quát là với tổng quát nhé, tổng quát thì nó phải như này, nó phải là hàng thứ nhất là A11 phẩy A12 phẩy A1N, đây chính là cái hàng thứ nhất đúng không? Xong đến là hàng thứ hai là A21 A22 A2N đúng không? Và cuối cùng là cái hàng là AM1 AM AM2 vân vân, cuối cùng là AM AMN, đóng này, đóng này. Đấy, thì đây là cái công thức, cái cách chúng ta khai báo một cái mảng, một cái list, là một cái ma trận hai chiều, trận hai chiều, kích thước là M như N. Các bạn có thấy rõ đây, tôi biết tổng quát thôi, chứ còn thực tế ta khi ta làm ta phải lập trình, ta phải làm khác, không lập trình không biết như này được nhé. Rồi, thì đây là cái cách chúng ta viết, cái cách viết một cái ma trận. Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm số bài tập nhé. Bây giờ làm xong bài tập, ví dụ như là tôi làm bài tập và tôi muốn nhập từ bàn phím cái ma trận, hay là tôi sinh ngẫu nhiên cái ma trận ở trên màn hình thì như thế nào. Rồi, thì bây giờ tôi làm cái đó, tôi sẽ chuyển sang trình làm nhé, tôi làm bài một vài bài mẫu chúng ta hình dung nhé. Hôm nay là buổi thứ năm đúng không? Đây, chúng ta sẽ làm cái đây, đây là cái bài tập đầu tiên này. Chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ làm chương trình đơn giản là chúng ta nhập số n từ bàn phím, sau đó chúng ta sẽ nhập bàn phím vào một cái ma trận vuông bậc n. Đầu tiên là máy báo lại nhập các số của hàng thứ nhất, phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai, phần tử thứ ba, sau là nhập 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 hàng thứ hai, phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai, phần tử thứ ba, sau nhập hàng thứ ba. Cứ như vậy nhập xong thì ta sẽ in ra trên màn hình cái ma trận đó, được chưa? Mà chúng ta làm cái bài tập tổng thể như thế nhá. Đây, đơn giản thôi, chúng ta làm không có gì, cái này là đây là cái bài tập đầu tiên chúng ta làm, đầu tiên hơi bỡ ngỡ, sau nó quen dần ta làm rất là nhanh, và giờ làm ta viết cái chỗ này gần những cái máy nhá. Rồi, đầu tiên là n trước này, n nhé, n bằng in này, input này, nhập số tự nhiên n, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ nhập từng hàng một, nhập tới đâu là đưa vào luôn máy tính cái đó nhé. Chúng ta khai báo một cái ma trận A như thế này, đầu tiên là khai báo là rỗng, chúng ta sẽ nhập vào, và nhập tới đâu thì chúng ta sẽ đưa luôn vào cái đó nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu này, for y in range n, đúng không nào? Rồi, sau đó chúng ta sẽ for, rồi là làm luôn theo đúng nghĩa là for g in range n nữa, đúng không? Đấy, ta nhập như sau này, chúng ta nhập cái phần tử mà ta gọi là a đi, bằng này, tôi nhập vào số là số cho nhập vào là số giả sử như là số nguyên nhé, có số thực tại tương tự. Rồi, in input nhập nhập phần tử hàng, đúng không, hàng cộng này, cộng hàng thứ nhất này, chỉ là cộng str của y cộng một nhá, nếu cộng nhau cộng này,
và cột, và cột, và cột cộng với str của j cộng 1 được chưa? Đó cộng với hai chấm đó nhé. Đấy. Thì khi cộng vào như này nhé, cộng vào cái này thì ta sẽ mà cái này ta phải chú ý thêm tí nữa nhé. Cộng vào cái này thì không đưa ngay vào cái chữ a đâu, ta phải làm như này. Đây các bạn, chữ này đưa, người ta phải làm mẹ một tí, chỗ này đúng là hơi khó một chút. Đây chỉ phụ thuộc của ig đây, nhưng không, bây giờ không thể gán thế này. Bây tôi hỏi các bạn, để thế này thì máy có không nhé, thế này có được không? Đây này là không được, thế này là lỗi ngay nhé. Thì lỗi ngay không được vì cái mặt trận A của chúng ta, cái dãy ba và ta là dãy rỗng, không thể nào nó không có được ig này, nó máy báo lỗi ngay, máy nó không hiểu gì cả, cái này vì chưa có gì cả, không được gắn như này. Tao là cách khác đây, cái này cách khác nhé, là như sau này. Chúng ta sẽ phải đây, chúng ta sẽ phải ở đây, cái này các bạn hơi ở đây chứ, chúng ta sẽ tạo một cái dãy tem, một cái bảng phụ ở đây, một cái dãy đấy, được chưa? Thì sau khi ở đây này ta nhập a và ta đưa cái a này vào tem, đưa a vào tem, append a đấy. Thì sau cái vòng for này này, sau cái vòng for này này thì ta thì cái tem này nó sẽ lại n phần tử của hàng thứ y, và sau đó thế đây chúng ta sẽ bổ sung tem này vào a, viết a append tem đấy. Đây là nhé, đầu tiên là tem bằng cái này này, sau chúng ta nhập từng phần tử một này, hàng thứ y và j này, y là cũng đi đây nhé, ta nhập y và j là ta chạy chạy theo j này, là n phần tử này, nhập là nhập tới đâu chúng ta đưa vào tem đó, và xong hút một hàng người ta đưa hàng vào a, thì xong từng này hàng là xong. Và tới đây bây giờ chúng ta có thể in ra cái a đó nhé. Ta in ra, chúng ta dùng lại là for là như vậy, for y in range n, for g in range n, để mà hiện vuông ta print a i g n trên hàng ngang ngang rồi, mà xong ra đây chúng ta xuống dòng vào đây cho nó dễ print xong rồi. Đó. Thì đây chính là cái chương trình mà ta nhập một cái để tiếp đây, một cái comment này cho dễ hiểu nhé. Đây chương trình là nhập nhập và in ma trận vuông đó, để tôi lưu cái này vào cái trình của chúng ta, thì chúng ta nằm ở đâu tôi tìm lại nào hiện nào. Nhớ nằm ở đâu, ở trong desktop nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Đây, tìm lên Python học và tập huấn này luôn. Đây hôm nay là D buổi buổi thứ năm đúng không, D5 rồi, đây là bài 1 B1 rồi nhé. Để chúng ta chạy thử này, chúng ta chạy thử, ta lập cái tạo cái ma trận này, ta nhập mà 3 nhé. Đây, phân tử hàng một cột 1 thì là 1, sau đó hàng vào một cột 2 là 0. Lại này là 3 này, 1 này, 0 này, 0 này, xong hàng 2 một cột 1 là 0 này, 1 này, 0 này. Tôi nhập ma trận đơn vị nhé. 1. Đấy, in ra là 1 0 0 0 0 và 0 0 1. Thế như chúng ta vừa mới làm xong cái bài tập đơn giản ban đầu tiên nhé, thực ra là hơi khó vì đến nó có chuyện này các bạn chỉ hiểu được, các bạn cứ cái
Công nhận cái này đi, rồi chúng ta về nhà chúng ta xem kỹ lại cái này đi, ta sẽ hiểu hơn nhá. Như vậy đây là cái chương trình là nhập từ bàn phím vào một cái bàn trận vuông bậc n, nhưng mà chúng ta có thể tổng quát cái bài này lên là nhập một cái bàn trận lại m như n, tức là có m hàng n cột là nhập theo đúng như này, chỉ thay đổi một chút thôi. Nhưng mà m n thì đây sẽ là n, đây sẽ là m, đây là n thế thôi. Và chỗ này ta in ra đây sẽ là m, đây là n. Còn tất cả đều giống hết nhau hết, không bị thay đổi cả. Được chưa? Thì đến trong vài bài nữa chúng ta sẽ học cách chúng ta sẽ nhập cái một quan trận này từ từ một cái file text đọc vào cho nó nhanh, đỡ phải tập trong bàn tay như thế này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm cái quay lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái bài tập khác. Chúng ta sẽ sinh sinh một cái ma trận, sinh sinh một cái ma trận, sinh một cái ma trận. Ví dụ như là tôi muốn bây giờ sinh ma trận bậc n và cùng toàn số không, có được không? Được, làm nhé. Tôi tạo một cái giống như là đối với mọi kiểu dữ liệu khác, chúng ta có thể tạo một hàm số mà trả lại giá trị là một cái dãy hay là một cái ma trận nhé. Đây tôi làm cái làm tôi tạo một cái hàm số là sinh ma trận vuông, sinh sinh ma trận bậc n, sinh ma trận vuông bậc n gồm toàn số không nhé. Cái ma trận này là cái tạo ra ma trận là n nhân n gồm toàn số không, được không? Được, rất là dễ, và là rất là dễ, là như sau nhé. Đây thì tôi làm như sau này, tôi nó là gồm có n n n n n n phân tử, mỗi phân tử như vậy làm một cái dãy gồm có n số 0 thì như sau. Đây là như là nhà tôi tạo một cái ma, đầu tiên tôi cho cái ma trận A là như này. Một kia tôi tạo cái A chính là cái ma trận mà tôi muốn tạo, đầu tiên là nó được tạo ra làm một cái dãy rỗng nhé. Sau đó tôi làm như sau, tôi mới for n là lên for i in range n. Mỗi lần như vậy tôi làm như sau, tôi bổ sung vào A, bổ sung vào A một cái dãy n lần, mỗi lần bổ sung A một cái dãy gồm n số 0, được chưa? Thì thành là một trận không này. Thì đây ta một cái dãy gồm có n số 0 làm như sau, tôi làm dùng như này. Đây là cái ma trận là gồm có một số 0 nhé, và ta nhân với n lần thì ta ra đấy. Thì đây là cái lệnh là ta đây nhé, số bia bạn làm như vào đây chúng ta xem lại và xin kỹ đấy nhé. Đây là cái hàm là sinh ma trận n, đây đích của nó là gì? Ta tạo ra ma trận vuông bậc n gồm toàn số 0 nhé. Thì đầu tiên ta tạo ra cái a này là cái dãy rỗng này, a chính là cái mà ta cần phải phải đưa ra đấy. Rồi, ta lập n lần. Mỗi lần như vậy chúng ta bổ sung cái không như n chính là dãy n phần tử không được a, và sau n lần thì a chính là một cái ma trận. Và mình ta lùi ra đây và chúng ta return return a. Đấy, đây là cái thủ tục hay là cái hàm để sinh ra một cái ma trận bậc n như n cùng toàn số không. Bạn có hình dung không hiểu không nào? Đấy, tổng quát n luôn nhé, enter xong. Đấy, bây giờ tôi làm thử nhé. Tôi gọi B này bằng sinh ma trận, ví dụ như là 3 hay là 2, gắn với 2 thì B sẽ là cái ma trận là 2 nhân 2. Đây, 2 nhân 2 cùng toàn số 0. Thấy không nào? Bây giờ tôi viết C bằng sinh ma trận như là bậc bậc 10. Enter thì C đây, C là cái này. Cùng toàn số 0. Đây. Đây và các bạn có thể làm, bây giờ tôi có thể bài tập về nhà hay như tôi luôn cũng được, là chúng ta làm viết một cái hàm số để sinh cái ma trận đơn vị tự động. Cô làm được không? Sinh cái ma trận đơn vị là cái ma trận gồm có là một từ ma trận là gồm có số 1 trên trên đường chéo chính này. Thì có làm được không? Làm được. Thế là tôi làm cho bạn xem nhé. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái hàm số là sinh sinh unit matrix, tổng quát luôn
tổng quát luôn. Cái hàm này là cái hàm mà sinh ra cái mặt trận đơn vị bậc n độ dài, nó lại nó gồm có n là cái ba trận vuông n phần tử, gồm có n phần tử, cũng tưởng như vậy là có dãy n phần tử khác, nhưng mà nó là có số 1 trên đường chéo chính. Cái phần tử thứ nhất, dãy thứ nhất thì n ở vị trí đầu tiên, hàng thứ hai n ở vị trí thứ hai, hàng thứ ba n ở vị trí thứ ba, hàng cuối cùng n ở vị trí phi n nhé. Rồi chúng ta làm lưu cho các bạn xem nhé. Đây này, đầu tiên chúng ta gắn cái này đã này. Đấy. Sau chúng ta sẽ lần lượt, chúng ta sẽ for mình có in range, đúng không? For in range n. Đấy. Thì bây giờ chúng ta chú ý chỗ này nhé. Đây, chỗ này chúng ta là không như này được nữa, và chúng ta sẽ phải chú ý chỗ này. Đấy. Từ lần sau chúng ta a này, hay chúng ta làm kia, chúng ta làm cái giải pháp là hát là tính nhé. Hát là tôi tính là cái gì, là cái dãy, là cái hàng thứ y của ba trận đơn vị nhé. Hàng thứ y nhé. Hàng thứ nhất thì số đầu tiên là 1, còn hàng thứ y thì số thì cái vị trí số 1 là nằm ở vị trí y nhé. Y thì hàng này là cái gì? Hát là như sau. Hát tính là như thế này, là cái nối không nhân với, đúng không, không nhân với y đấy, với y bằng đây, y chạy được không, mà với y bằng không này, sau ta cộng với này, cộng với 1 này, đúng không, sau chúng ta sẽ cộng với để cộng mặt trận cộng với là không nhân với đằng sau. Và đây là bao nhiêu? Đằng sau là n trừ y trừ 1. Đúng như n trừ y trừ 1. Đúng như này không nhỉ? Để kiểm tra lại nhé. Tổng n mà đây là 1, đây là y nhé. Y cộng y là, đúng rồi, nó phải như này, đúng rồi đấy. Với y bằng n trừ 1 thì nó là đúng rồi đấy. Và bây giờ tôi viết a chấm bên bên đó, và chúng ta bài này chúng ta phải return lệnh là cái ma trận này, cái hàm này phải trả lại cái giá trị là ma trận a, là ma trận đơn vị a nhé. Như vậy ta thay bằng ở trên đây là không, ta để như này, thì ở đây chúng ta làm như này. Đây h là chỉ bằng là không nhân với y cộng với 1 cộng với không nhân với n trừ y trừ 1. Như vậy là phía trước lại là y số 0, phía sau là n trừ y trừ 1 số 0, giữa là số 1, với y chạy từ 0 cho đến n trừ 1 thì nó ra đúng rồi này. Đấy, được chưa? Bây giờ ta em thử nhé. Đấy, bây giờ ta thử tính nhé. Tôi viết là a này bằng sinh, viết hoa sinh unit matrix a chẳng hạn, đúng không? A này, đấy, a là 01 01 1001, đúng rồi. Bây giờ tôi viết lại a nhé, bằng này, copy này cho nó dễ, đây đi xuống nhé. Ở đây là ví dụ như là 5 chẳng hạn, 5 enter thì a này này, a chính là cái này. Đây, 1001 nhé, 0 1 0 là sao, là 0100 này, 0010 này, 0010 này, 0 10 a chính là chuẩn bị, được chưa? Đấy, và đây chính là cái hàm để một cái hàm để sinh ra một cái ma trận đơn vị ở trong Python. Đấy, các bạn thấy là như vậy là cách chúng ta xử lý với một cái ma trận ở trong Python thì nó không phải là một cái không phải chỉ đơn giản là một cái ma trận, một cái dãy nhiều chiều như là trong C Pascal, nhưng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể hiểu chính là thó, nhưng mà chúng ta phải khai thác thông qua khái niệm là list trong list nhé. Là cái nó nhắc lại là một cái ma trận n như n, là ma trận gồm có m phần tử, và mỗi phần tử như vậy là gồm có là gồm làm dãy con gồm có n phần tử, thì đó chính là cái ma trận bậc m nhân n, được chưa? Đó.
Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau là làm ta cứ xem có tập nào chúng ta sẽ cùng nhau làm. Thế bài tập cho này thì nhiều lắm nhé. Mà tập ở trong cái phần trong cái cuốn sách này thì cái chương hai cái chương 6 chương 7 cái chương liên quan đến chuyện là rất nhiều bài tập. Chúng ta sẽ làm bài tập ở trong đó nhé. Được chưa? Các bạn còn tôi nhắc lại thêm một chút nhé. Giả sử A là một cái ma trận M nhân N bất kỳ. Đây, thế thì chúng ta chưa biết trước thì M tính như nào? N tính như nào? Rất đơn giản. M là cái số hàng của ma trận. M chính là gì? Chính là len A. M chính là len A. Đấy, còn nhớ công thức nhé. Đây là cho một cái giả sử A là một cái dãy, là một cái list of list mà nó là chính là một cái ma trận là M như N thì M chính là len A. Thì N bằng cái gì? N bằng cái gì? M chính là bằng là len của A của một hàng bất kỳ, len của A không. N là độ dài của một hàng bất kỳ của A y bất kỳ hay là A cũng sẽ là A không. Đó, thì đây là công thức, đây là cách chúng ta nhớ để chúng ta tính kia để cho trước một cái ma trận chưa biết nó là dạng nào, chúng ta có thể tính được các cái phần tử số hàng số cột của nó bằng cái lệnh là công thức là M chính bằng len A và N bằng len của A không hay A một A hai tùy, nhưng mà A không là an toàn nhất là A không, được chưa? Đó, mà chúng ta có thể làm là rất nhiều cái bài tập mà liên quan đến đến ma trận như thế này. Cái lệnh mà in ra ma trận cho ta biết là đây là cái lệnh in ra một ma trận này. Đấy. Vì tôi viết cái hàm tổng quát nhé để in ra là đây tôi viết bài số 2 là tôi viết một cái hàm tổng quát để in ra một cái ma trận bất kỳ. Ma trận đó tôi chưa biết trước nhé. Đây, sửa tôi viết cái hàm như này. Bài này tôi để tôi minh họa cho cái lệnh là đây là bài B2 nhé. Là minh họa cho cái lệnh là minh họa cho cái chuyện chúng ta cho trước một ma trận bất kỳ chúng ta có thể in ra trên trên màn hình của máy tính nhé, in ra theo đúng cái khuôn dạng ma trận nhé. Ở đây ma trận tôi nhập vào là bất kỳ, tôi nhập luôn vào đây dễ nhé. Giả sử như là 1 2 3 ma trận của tôi đây là ma trận kích thước là 4 3 chẳng hạn nhé, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Vậy đây là một cái ma trận kích thước là 4 x 3. 4 x 3 nó có là 4 hàng và mỗi hàng như vậy là có 3 phần tử, mỗi hàng như vậy là có 3 cột. Nhưng mà ta cho chị biết trước rồi. Thì bây giờ chúng ta viết cái hàm số. Thì những cái hàm số tôi biết là hàm số đặt tên là show A. Là cái hàm show A là hàm chuyên môn để ta in cái ma trận bất kỳ A ra màn hình. Thì cái là như sau. Đơn giản. Đấy, chúng ta có thể copy lại từ bên này, tôi viết lại luôn. Tính tính M, tức là tôi chưa chưa biết trước là M bao nhiêu, mà tính M chính là bằng len A. Được chưa? N bằng len của A không. Đó là công thức tính nhá. Đấy, không. Sau đó chúng ta làm for i in range M. Đây là chạy theo cho các cột mặt trận, các hàng của mặt trận, sau đó lại for g in range n, sao cho nó được, đang gọi là lệnh là print print a p g như này, sau là n bằng, đây chúng ta sẽ xuống dòng một lần nữa nhé, này xuống dòng ta lệnh print nên là số dòng. Đấy, như vậy là ta đây ta vừa về đây chính là cái thủ tục để in, bây giờ ta viết chạy thử in nhé. Ta viết là show đây, tôi viết đây là C chẳng hạn, cho anh nhìn cái là C nhé. Thì ở đây sẽ là C, ở đây là C, còn ở chỗ này này, còn đây vẫn là A. Đây là cái tham số đầu vào trụ của một cái đây là cái tham số đầu vào của cái tục của cái hàm sâu nhé. Hạn đây là cái hàm này là không có lệnh return, chúng ta làm nó là một cái hàm void hay là một thủ tục chạy thử nhé.
Nó in ra trên màn hình là như thế này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 đây. Giờ tôi thêm nhé. Thêm lên một hàng nữa nhé. Nhé. Giờ thêm 13, 14, 15. Như vậy là cái mặt trận này của tôi là gồm có là gì? Là 5 hàng và 3 cột. Chạy lại này. Đấy, in ra là 5 hàng và 5 cột. Như vậy là cái thủ tục này là tổng quát, không thuộc vào giá trị MN của A. Và tôi tính, tôi bên trong là nó tính MN ở đây. Được chưa? Đó. Lưu lại cái bài này nhé. Đấy. Rồi, thế bây giờ tôi làm thêm một ví dụ nữa. Việc chúng ta làm một chương trình là cho chép một cái thôi bây giờ tôi quay lại cái khái niệm dãy nói chung, chứ không phải chỉ là chẳng qua cái ma trận là dãy lồng dãy thôi, còn là dãy nhé. Bây giờ tôi quay lại tôi làm bài tập nữa, là đầu vào cho chức một dãy A và đầu ra tôi muốn xếp xếp lại dãy A đó dùng thuật toán của tôi nhé. Đấy, và bây giờ tôi muốn như vậy, sắp xếp lại như vậy, viết một thủ tục sắp xếp A, sắp xếp A, nhưng mà cái A đó tôi phải giữ nguyên không thay đổi, đầu ra của nó là sắp xếp, sắp xếp lại làm như nào. Rồi thì tôi làm cái bài mới nhé. Đây bây giờ tôi làm cái chương trình để mà thủ tục là sắp xếp cái dãy gốc ban đầu nhé, tại vì ngắn là chúng ta hình dung cái thế nào cho nó hợp lý nhé. Rồi đây là sửa gốc của A là một cái dãy bất kỳ đây. 0, 10, 1, 3, 5, 9, âm 9, âm 8, đúng không? 12, 16, 5. Ví dụ như vậy. Đấy. Bây giờ tôi cần phải viết một cái hàm số, sau đó tôi trả lại là một dãy, đầu ra dãy là đã được sắp xếp thì làm thế nào. Đây tôi dùng cái def như là sort, dùng cái lệnh là sort nhé, sort list, đầu vào của tôi là A, đầu vào của tôi là A. Chúng ta nhớ lại cái viết thủ tục đơn giản thôi, cho nó viết thủ tục đơn giản sắp xếp mà sắp xếp gì sắp xếp chọn, nhưng mà chọn mức độ là đơn giản nhất thôi nhé. Nếu bây giờ mà thực hiện là ngay thì lại sắp xếp trên A thì lại không được, đầu bài được yêu cầu của bài toán là A phải giữ nguyên, đầu ra là được sắp xếp thay đổi thì tôi làm như sau. Ở đây nếu tôi dùng cái lệnh tôi sắp xếp ngay trên A là khi thoát ra A nó cũng thay đổi theo. Tôi nói rồi đấy, là cái mặt trận A là cái list, là một dãy tôi truyền vào tham số, mặc dù là truyền là truyền trị, nhưng mà khi nó hiện cái lệnh thay đổi giá trị của A thì khi thoát ra A cũng thay đổi theo. Cho nên là người ta nói là cái liên kết trị của dãy số nó gần giống như là liên kết tham biến. Cho nên chúng ta phải chú ý cái này nhé. Trước tôi nói rồi đấy, bây giờ tôi nhắc lại này. Vì tôi muốn sắp xếp lại phần tử của A mà không thay đổi A làm như nào? Làm như sau, tôi phải tạo ra một cái bến mới, đi bằng một cái dãy mới. Nhưng mà không được viết như này, viết như này là không được. Đó, viết như này là không được nhé. Vì viết như này thì AB luôn trỏ vào một vị trí, như vậy khi thay đổi A thì B cũng thay đổi theo, hoặc thay đổi B thì A cũng thay đổi theo. Bây giờ muốn để cho AB là hai đối tượng khác nhau hoàn toàn thì làm thế nào? Chúng ta dùng cái này, chúng ta dùng cái lệnh là copy. Đang dùng cái phương thức là copy như này. Đó, thì bây giờ khi lệnh này rồi thì A, B là hai đối tượng là khác nhau, mặc dù là giá trị từng phần tử của nó là giống nhau. Bây giờ tôi làm cái việc là tôi sắp xếp trên cái dãy B nhé. Rồi, tôi làm như sau là for i in range. Cho i là chạy từ 0 cho đến là giả sử A có chiều dài là n, thì tôi muốn chạy chạy đây không tên không phải là phần tử n mà muốn là n trừ 1, thì tôi đây phải viết như này n trừ 1. Tức là chạy đến n trừ 2, chạy từ 0 đến n trừ 2. Được chưa? Rồi, sau đó tôi for g in range g sẽ chạy từ i cộng 1, tôi không chạy i cộng 1 cho đến n trừ 1 cho đến n. Đấy, để như này. Được chưa? Rồi, và tôi sẽ biểu tôi làm sắp xếp này. Sắp xếp tự tăng tăng dần. Nếu if
Nếu mà b y mà lớn hơn b gì thì chúng ta cho thì đấy, nếu mà b lớn hơn bg thì chúng ta đổi chỗ, chúng ta đổi chỗ b và bg. Mà tôi nhớ lại, nhưng ta nhớ lại là cái lệnh mà đổi chỗ của hai phần tử ở trong 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 pattern là như này, rất ngọn hơn rất nhiều lần so với c, so với Pascal. Là tôi chỉ viết như này thôi là được. Y đó, thấy chưa? Mà sau lệnh này thì tôi return return b thì tôi bảo đảm rằng là a nó không thay đổi chưa. Và bây giờ tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi đây là, đây chính là cái hàm số sort. Bây giờ tôi khi ra tôi khai báo tôi viết này, a này sort list a. Và bây giờ tôi print này. Print cái a gốc ra và tôi print cái kết quả tôi đã sắp xếp là b ra ngoài, kiểm tra xem là đây là bài B3, kiểm tra xem máy chạy đã đúng gì nhé. Đây kiểm tra này, xin lỗi nhầm. Ở đây n chia 1 là máy không hiểu nhé. Ở đây ta phải có thêm một dòng nữa, đây là n bằng len a nữa, đây thì mày mới hiểu nhé. Đấy, hiểu chưa? N đây là mày không hiểu. Cho dòng khó, đây tôi viết đây là n len a trừ 1 cũng được. Đây là len a cũng được, mà thôi tôi để n cho nó dễ nhìn nhé. Chạy thử. Bên này. À, ban đầu đây là không 10 nhé, a vẫn như cũ là không thay đổi này. Còn b này, ta xếp từ từ dễ từ 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 thấp đến cao này. Vậy là cái hàng thứ hai chính là B, là cái dãy A được sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần từ thấp đến trên cao. Còn cái hàng trên chính là A không thay đổi. Vậy là bài này làm đúng rồi nhé. Là chúng ta đã làm cái bài là sắp xếp bên cái hàm mà sắp xếp một cái dãy mà bảo đảm là cái dãy ban đầu đưa vào là không thay đổi. Đầu ra của nó mới thay đổi. Thì chúng ta dùng cái này nhé, chỗ này này. À, chỗ này chúng ta chỗ này chỗ này là chỗ mà không được dùng là B bằng A, mà phải dùng là b bằng a chấm copy thì nó mới được. Đấy, cái này bạn chú ý nhé. Chỗ này là chỗ mà những người mà quen làm với Pascal và C là hay nhầm lắm. Thì Pascal và C thì không cái này. Khi Pascal và C viết b bằng a là xong luôn. Còn thằng này phải viết rõ là b bằng a copy. Thì nếu mà viết b bằng a là lỗi đấy. Thôi, là khi ra là a thay đổi, b cũng thay đổi theo. Nhá, cái này các bạn là được rồi. À, như vậy là tôi nói xong cái một cái phần của cái phần đầu của cái chương 7. Chúng ta là chương 7 đúng không nào? Rồi, bây tôi nói thêm xong một chút cái phần sau. Nào của chương 7. Tức là tôi nói về cái nên nói không nhỉ, hay là sau nhỉ? Thì thôi vậy. Ủa, tôi nói sau những phần này là phần này là phần nâng cao. Cái phần là đối tượng dữ liệu tuần tự. Tôi không nói, tôi sẽ định cứ là cái đó tôi sẽ dành đến cái buổi sau cùng tôi nói. À, ý là như này, tức là ở trong Python ấy thì string này, list này, tuple này là những kiểu dữ liệu mà nó gồm gọi là chính là các cái dãy. Đấy. String là dãy các cái ký tự, tuple là dãy các phần tử, list là dãy các phần tử. Chỉ khác nhau chỉ khác là string và tuple thì không cho phép là chúng ta thay đổi các giá trị của một phần tử của các có phần tử trong 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 đối tượng, còn list thì cho phép. Nhưng mà cả ba cái này nó đều là giống nhau, là chúng ta có thể lấy ra từng phần tử một thông qua chỉ số, và chúng ta có dùng lệnh in và lệnh for. Lệnh in thì kiểm tra phần tử có nằm trên dãy không, và lệnh for để cho một cái phần tử chạy dọc theo cái dãy đó. Thì những kiểu dữ liệu như vậy người ta gọi là dữ liệu tuần tự. Thì ở trong Python nó có cả một cái từ riêng luôn là iterable.
Cái này rất quan trọng, cái này thấy ra cái Etherborn là cái kiểu dữ liệu rất là mạnh của Python, là một cái lớp dữ liệu rất là mạnh, lớp các kiểu dữ liệu mạnh của Python, nhưng mà nó là nâng cao rồi. Thì ở trong cái cuốn sách các bạn nào thích thì các bạn có thể đọc thêm ở cái phần 8, tức là 102 nhé. Phần này thì theo tôi là phần nâng cao, cho nên tôi sẽ không không nói ở đây nữa, mà tôi nói thêm, tôi nói trước bạn như vậy thôi, để chúng ta thấy là nó có tất cả cái dữ liệu là string hay là tuple hay là list, là nó có chung nhau rất nhiều cái chất như vậy nhé. Rồi, nếu còn thời gian tôi sẽ quay lại. Bây giờ chúng ta sẽ sang chương 8 nhé, là tôi nói về cái khái niệm module. Phần này là phần hay đây, module. Thì tức là cái gì? Tức là ở trong Python là con ngữ mà nó mở cho phép người ta là viết rất nhiều, cho phép mọi người có thể viết bổ sung các cái hàm, các cái thư liệu, các cái thư viện vào trong lòng Python nhé. Nhưng Python thì nó trong cái Python lõi là nó có rất ít, nó chỉ chọn lọc, thế không phải ai có thể đưa vào được cái đó, đó cho kỹ chính ông tác giả, ông được phép là đồng ý cho ai mới được vào. Thì khi ở trong Python lõi là nó không có nhiều cái hàm có sẵn. Chúng ta có thể kiểm tra tất cả cái hàm có sẵn ở trong Python thông qua cái bin in này này ở đây nhé. Đây này, vì chúng ta dùng lại là dir dir bin đây, thì đây đây chính là những cái hàm hoặc là những cái hàng số có sẵn được được bin được được sẵn trong cái Python lõi. Đấy, nhưng giờ một số hàm chúng ta biết rồi đấy, hàm dir này, hàm dmode này, hàm heal này, hàm max, hàm min này, đúng không, hàm range range nhé, rồi là hàm sum này, str này, hàm int, vân vân, là những cái hàm mà là có sẵn ở trong Python. À, ngoài ra những cái hàm khác thì nó không đưa vào đây, mà nó phải đưa vào thông qua gọi là các thư viện hay là các cái module. Module thì module là cái gì? Module ta hiểu module là cái gì? Module là một cái tập hợp cùng có rất nhiều các cái hàm số được xây dựng sẵn ở trong cái module đó, và cái người họ tạo ra cái module đó là muốn cho chúng ta sử dụng module đó để chúng ta dùng các cái hàm của nó. Thì cái bản thân cái Python là một cái kho tàng, là một cái môi trường mở, cho nên có rất nhiều cái mô đun khác nhau, rất nhiều người bổ sung vào đó. Thì khi mà chúng ta cài bản môn bản bản Python mới nhất ấy, thì hiện nay là bản gọi là bản 3.9 chẳng hạn, thì nó có sẵn ở trong máy tính ấy, có sẵn các cái thư viện và các cái bool có sẵn mà Python coi đó là quan trọng và chúng ta có thể dùng. Ngoài ra thì có rất nhiều thư viện mà chúng ta phải tải về ở trên mạng, tải về. Thì hiện nay cái kho tàng các cái thư viện của Python thì chắc là nhiều nhất thế giới rồi, nhiều kinh khủng không thể nói hết được. Đó chính là cái ưu điểm của Python, là chúng ta có thể tìm hiểu trên mạng và đảm bảo tải về rất rất nhiều những cái mô đun đó chúng ta sử dụng, được chưa? Nhưng mà nó ở đây nó nói là ở trong cái thư viện lõi của ở trong cái Python lõi khi chúng ta cài vào thì nó có sẵn một số thư 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 viện quan trọng mà chúng ta có thể dùng được luôn, không phải làm gì cả, không cần gì cả. Nên thì trên bài này chúng ta nói đến nhé, lấy ví dụ thôi. Ví dụ như là chúng ta ngay bây giờ chúng ta muốn dùng cái hàm hàm căn bậc hai, là chúng ta không không biết làm là dùng căn bậc hai hay là hàm mà hàm logarit hay là hàm sin hàm cos là không thiện ở trong khi tôi gõ sin một bài bản nhé. Cái như vậy là vậy, những cái hàm đơn giản nhất cái này không có, một trong đó có thể là trong C và trong ở trong Scala có sẵn rồi, cái này không có, thế làm thế nào đó. Thì để tôi nói nhé, bây giờ chúng ta sẽ phải muốn dùng một số cái hàm cơ bản nhất thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải phải dùng các cái module mà có sẵn ở trong Python, nhưng mà không ở trong cái lõi của Python, nó nằm ở trong cái. Nếu bạn nào mà muốn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta có thể đây là cái link này, đây là cái link của cái đây này, đây này. Đây là cái link, đây là cái mà cái chương trình lõi của Python đây. Chúng ta có thể mở ra, chúng ta xem các cái thư viện lõi clip này. Có hàng clip ở đây này. Đây.
tất cả cái này là lít hết này, là cái lít lõi, là cái thư viện lõi, là cái module lõi của học Python. Thằng này cũng có, bản thân thằng này cũng có, thằng này không, không. Thằng này có rất nhiều, thằng thằng lít là chính này nhé. Thì ở đây là nó có rất nhiều những cái đây là những cái file, đây là những file mà bản thân cái nhóm tác giả Python coi là nghĩ rằng là đây là những thư viện mà tốt rồi, chúng có thể dùng ngay và được tải về khi mà chúng ta cài Python có sẵn rồi và chúng ta có thể dùng nó, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi quay lại đây nhé. Ví dụ chúng ta muốn dùng cái thư mục cái hàm liên quan đến sin cos chẳng hàm toán học, thì ở trong Python nó có một cái thư viện là thư viện tên là Math nhé. Thì bây giờ muốn dùng thư viện tôi làm như nào? Chúng ta dùng cái lệnh là gì? Chúng ta dùng cái lệnh là import và tên thư viện import là lệnh lõi của Python nhé, import Math. Rồi và bây giờ chúng ta đi cái Math lên. Đây là những cái hàm, những cái hàm có sẵn ở trong cái thư viện, cái module Math ta có thể dùng. Ví dụ nhé, bây giờ tôi dùng Math này, tôi gõ tên Math này và chấm, tôi và chấm mà tôi dùng cái hàm đó sin chẳng hạn, sin của 40 chẳng hạn, nó ra ngay đây. Hay là trong Math nó có cái hằng số e là cái số le đúng không, hay là Math pi là cái hằng số pi, hay là Math hàm là sqrt hàm căn bậc 2 của hàm căn bậc 2 đây, căn bậc 2 này. Thế không nào? Như vậy là Math là một cái hàm mà làm không phải là nằm trong cái Python lõi, tức là khi chúng ta cài Python mà chúng ta không có ngay Math, mà chúng ta có thể nó có sẵn trong thư mục mà chúng ta cài đặt Python ấy, và chúng ta có thể dùng import Math, chúng ta dùng cái này được chưa? Và muốn dùng cái hàm nào đó, chúng ta dùng tôi gõ từ Math và chúng ta chấm và chúng ta gõ cái hàm đó, đây cái hàm đây này, hàm floor này đúng không, hàm factorial này, hàm nhiều lắm, hàm mà cái này tôi không biết rõ hết đâu, hàm tang này, hàm remainder này, hàm sin này, hàm loga 10 này, loga 2 này, vân vân, rất nhiều đúng không ạ, rất là nhiều cái hàm ở trong Math nhé. Rồi hàm Math nhé, thì khi mà chúng ta dùng cái từ là import Math thì sau đó chúng ta muốn dùng hàm Math chúng ta phải gõ từ Math chấm lên hàm. Bây giờ tôi không muốn là dù gõ chỉ là Math chấm mất thời gian quá, tôi làm thế nào? Thì có thể có cách làm như sau. Cách thứ nhất là chúng ta dùng lại là import math sm, ngắn lại sm ngắn lại, thì từ sau tôi không phải dùng từ math, dùng m là m chấm sin 9 vẫn được. Như vậy là cách nhất là chúng ta dùng là import math sm, thì chúng ta viết ngắn lại chữ Math dài quá, chữ M nó ngắn, chữ M là thay cho cái từ Math. Đó là một cách. Cách thứ hai là chúng ta muốn dùng cái hàm cụ thể, chúng ta có thể import cụ thể vào từ cái thư mục Math, từ cái module Math làm sao? Ta viết là from Math import sqrt để dùng hàm này. Hoặc có thể phải viết nhiều hàm, hàm thứ hai dùng hàm sin, hàm thứ ba dùng hàm cos. Đấy thì tôi viết là from Math import, sau đó là tao gõ tên những cái hàm tôi muốn dùng ngay mà đỡ khỏi phải dùng các cái kết đồng ngữ là Math hay là M, enter luôn. Đấy, và bây giờ tôi dùng sqrt của 10 là ngay nhé, hay là sin của 80 là ngay. Đấy, mình lấy ví dụ như vậy nhé. Chúng ta muốn thật được cái này, các bạn đã tìm hiểu thêm, chúng ta muốn dùng hàm radian chúng ta dùng hàm radian, chúng ta muốn dùng hàm độ chúng ta dùng hàm đi, có hàm degree là đây là chúng ta chuyển đổi từ radian sang degree, và hàm radian thì đổi từ degree sang radian nhé. Đó thì chúng ta nhớ cái này này, from mass import, hoặc chúng ta có thể viết này from mass import sao
Sao như này, người ta import tất cả các cái hàm mà người ta dùng tất cả mọi hàm, không cần viết tiếng Trung ngữ nữa. Chúng ta có thể dùng SQLite, SQL code rồi cái hàm khác, hàm lốc lốc 10 người ta dùng được hết, nhưng mà là format import sao, được chưa? Đấy, thì đó là cái thư viện thứ nhất mà chúng ta học là thư viện Mac. Thư viện thứ hai là thư viện là CMath. CMath là cái thư viện là dùng để kiểm tra số phức. Ở trong Python là hỗ trợ khá dẫn số phức rồi. Thư viện là Z này bằng 1 cộng với 1G như thế này, thì khi đó Z nó sẽ là kiểu complex. Thì có hẳn thư viện riêng. Tôi lấy bây giờ là import CMath, thì CMath là cái thư viện, là cái thư viện mà chứa những cái hàm để xử lý số phức. Để tôi lên đi CMath ra. CMath đây, đây là những cái hàm của hàm sinh, hàm code, đây là hàm sinh code của số phức đấy nhé. Thế đây là những cái hàm đối với hàm phức. Thì chúng ta sẽ đây là tất cả những phần module này là những cái phần mà là nâng cao lên rồi. Nâng cao lên rồi. Thế bây giờ tôi sẽ nói các bạn là một cái trong 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 bản thân là có cái theo tôi là có mấy cái module này quan trọng này: module mask này, module cmask quan trọng này, một mà về module liên quan thời gian, module date time. Đó là những cái module mà xử lý về về, về thời gian rất rất quan trọng. Quan trọng. Rồi là module gì nữa nhỉ? Một số module nữa. Một số có phần phần cái module để mà ta xử lý những cái hàm, những cái mà liên quan đến cơ sở dữ liệu. Vẫn cơ sở dữ liệu có sẵn ở trong Python. Hay là những cái module để chúng ta xử lý những cái kiểu dữ liệu như là stack hay là queue chẳng hạn, là nó có ở trong Python. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói các bạn là hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn một cái module của tôi là quan trọng là cái gì, là cái này này, là cái module có tên là random. Vì chúng ta trong bài tập chúng ta dùng rất nhiều bài tập, chúng ta cần sinh sinh ngẫu nhiên cái dãy số, hay là sinh một kiểu hãnh vị ngẫu nhiên, sinh một cái gì đó ngẫu nhiên gì đó, dùng rất nhiều trong bài tập khác nhau. Thì chúng ta và các bạn cái thư mục và cái module có tên là random. Random. Đấy. Thư mục cái module này là quan trọng, thì ta kiểm tra sẽ nó gồm có những cái hàm gì. Sẽ có rất nhiều hàm mà tôi cùng các bạn chúng ta trình tôi chưa thì tìm hiểu một vài ấy thôi, một vài cái quan trọng. Thì theo tôi tôi giúp các bạn hôm nay ở đây, tôi giúp các bạn đây có xin lỗi các bạn, ba hàm thôi theo tôi là quan trọng. Hàm thứ nhất là hàm có tên là hàm random. Đây là cái hàm gốc này, đây là cái hàm lõi này, hàm lõi của lõi này. Đấy. Tất cả nôm na là toàn bộ tất cả các lý thuyết liên quan đến thuật toán sinh dữ liệu, sinh ngẫu nhiên dữ liệu đều xuất phát từ cái hàm này. Bản thân cái hàm 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 random thì cái hàm random là cái hàm được được viết ngay ở trong C. Cái hàm này cũng được viết bằng assembler, chứ không không phải là viết bằng bằng ngôn ngữ bình thường. Hàm này phải viết bằng assembler thì nó mới chuẩn. Thì cái hàm này cũng vậy, ở trong cái module này thì cái hàm random này được viết được được lấy từ một cái hàm khác, lấy từ bên C ra, từ C lấy từ assembler ra nhé. Hàm random là cái hàm mà là sinh một cái số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 1, kể cả 0, từ 0 đến 1 trong nửa khoảng này, là hàm random, là một hàm quan trọng. Hàm thứ hai quan trọng là cái hàm này, là cái hàm là range. Hàm này tôi thấy là quan trọng. Random int. Đây. Cái hàm random int là cái hàm này, hàm int này là cái hàm mà nó có hai giá trị là a và b, ý là 1 và 10 chẳng hạn. Hàm này là nó sinh cái số nguyên ngẫu nhiên, cái integer ngẫu nhiên từ 1 đến 10, mà kể cả 1 kể cả 10. Hàm này là cái hàm như vậy nhé. Hàm thứ ba mà tôi thấy quan trọng là cái hàm là hàm choice. Hàm choice là cái hàm mà đối số của nó là một cái dãy, là một cái list. Hàm này là nó lấy ra một phần tử bất kỳ của cái dãy đó, của cái dãy đó.
Không dễ đâu. Thế như vậy là thôi có ba hàm chúng ta cần học, hàm random là một, hàm rand in là hai và hàm choice là ba. Thì chúng ta cùng nhau làm số bài tập nhé. Làm số bài tập nhé. Bây giờ này, bây giờ tôi cần sinh. Bây giờ tôi làm bài tập và tôi cần sinh một cái em sinh một cái dãy ngẫu nhiên có 100 phần tử nhé. Mỗi phần tử như vậy làm một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 50. Thì làm như nào? Đây, làm như sau nhé. Tôi import rand, tôi làm này tôi cần ba hàm thôi, from random, module tên là random và tôi import vào ba hàm số của tôi đây. Hàm random là một nhé, hàm thứ hai là hàm rand in và hàm thứ ba là hàm choice. Trở lại ba hàm. Hàm random là cái hàm mà sinh một số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Hàm rand in là sinh một số nguyên ngẫu nhiên ở trong hai khoảng A và B, tính cả hai đầu mút. Còn hàm choice là hàm lấy ra một từ ngẫu nhiên của một cái dãy số, của một cái dãy, của một cái list hoặc là của một cái tuple nhé. Hàm choice, enter. Thì sau lệnh này chúng ta sẽ được dùng thoải mái ba cái hàm này mà không cần thiết phải, còn theo không biết phải dùng cái gì nữa, luôn là được luôn nhé. Rồi thì bây giờ tôi làm thử đây. Tôi làm cái hàm là gì? Là sinh một cái phần tử ngẫu nhiên, sinh một cái dãy, một dãy 100 phần tử ngẫu nhiên, một tử như vậy là từ 1 đến 50. Thì rất đơn giản. Đây nhé. A này. Đến chỗ A bằng cái này này. Được chưa? Xong tôi for i in range 100. Đúng không? Sinh ra 100. Và mỗi phần tử như vậy là tôi đưa vào là một cái số ngẫu nhiên rand in từ 1 đến 50. Đấy, thấy không nào? Thế đây là cái lệnh nhé, là đây này, tôi tạo ra 100 số đưa vào một cái dãy A và mỗi số như vậy là tôi lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 50. Enter. Xong A thì chạy A này. Mẹ A đây, A là một cái dãy số 100 phần tử, các phần tử của nó là ngẫu nhiên lấy từ 150, mà thế không nào? Đấy. Bây giờ tôi làm một dãy khác nhé, là D đi. D tôi dãy tôi sinh ra là 1.000 phần tử, mỗi phần tử như vậy là một cái số thực ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 10 ngẫu nhiên, và tôi lấy phần tử số lượng đó lấy ra là hai số có sáu dấu phẩy. Được chưa? Sinh ra là 1.000 phần tử nhé. Đây sau này for i in range 1.000, có thể hơn được nhé. Rồi là như sau này, d này, append này, append cái gì nhỉ? Append tôi dùng cái hàm mà tôi phải dùng cái hàm round. Cái hàm round là cái hàm mà tôi có thể làm tròn rồi sau đó tôi random. Cái hàm random là cái hàm sinh ra một số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 1, nhưng mà tôi muốn là của tôi sinh ra một số nguyên từ 0 đến 10. Tôi phải làm sao? Tôi phải để đây, tôi phải nhân với 10 ở đây nữa. Thì như vậy là cái hàm 10 nhân với random này mới làm số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 10. Nhưng mà tôi lại muốn là lấy hai số theo dấu sau dấu phẩy để như này. Được chưa? Như vậy ở đây là hàm round ở đây đúng không? Và đây là một cái nữa ở đây thì mới đủ. Nhân lại này. Đây là một cái sinh ra, đây là tạo ra, đây là một cái dãy rỗng này. Tôi lập 1.000 lần như vậy là sinh ra cái dãy ngẫu nhiên là 1.000 số. Mỗi số như vậy nhân lại là một số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 10 và lấy hai số dấu phẩy. Thì dùng cái hàm random. Hàm random là hàm không có đối số, không có tham số. Hàm random là hàm sinh ra một số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 1, kể cả 0. Mà tôi muốn sinh ra từ 0 đến 10, tôi phải tự nhân lên 10 lên thì là từ 0 đến 10. Nhưng tôi muốn làm tròn theo hai số theo sau dấu phẩy. Tôi dùng cái hàm round. Hàm round là cái hàm có sẵn của
của Python nhé. Hàm RAP con là hàm RAP là hàm tròn, làm tròn số này và số 2 số phẩy đây. Enter này. Enter. Để tôi kiểm tra cái D này. Để đến quá dài thì viết lên nó 60 dòng. Này, D đây này. Thấy không nào? D đấy, đấy. D này. Đến là 1000 số mà tôi để lấy 2 số sau sau dấu phẩy. Các số đó là con số ngẫu nhiên từ 0 đến 10. Được chưa? Đấy các bạn thấy là kia, nhưng mà kia hàm kia random là kia là rất là hay. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp cho các bạn cái bài nữa nhé. Cái bài nữa như này. Bây giờ đầu bài của tôi là tôi muốn sinh một cái hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến 10. 10 hay một tổng quát là 1 đến n. Thì làm thế nào? Được chưa? Thế bây giờ tôi đây tôi thật ra sau này mà trong chương trình của tiên học có không thì, nhưng mà bài tập trong bài tập cho sinh là học sinh giỏi là nó có cái bài tập là có cái thuật toán để sinh ra tất cả các hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến n, nhưng đây tôi bài của tôi khác là sinh một hoán vị thì làm thế nào. Thì tôi sẽ dùng cái hàm choi làm như sau nhé. Có rất nhiều cách làm, đây là một cái mà tôi hay dùng dạy cho học sinh. Đây vì này nhé, bây giờ tôi làm cái chương trình là bài 3, là tôi viết cái bài là sinh một hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến n, n n n n n bất kỳ. Một cái đây là n của tôi cho là bằng cho 10 chẳng hạn, có thể mình có tắt cái nào bất kỳ nhé. Đây là bài số 4 đây nhé. Còn làm như sau này. Cái làm sao tôi tạo ra một dãy A là từ 1 đến n nhé. Rồi sau đó tôi làm như sau, để tôi A này. Này, 1 cho A đây tôi for i in range 1 đến n cộng 1. 1 đến n mà. Sau tôi để tôi viết trước là A bằng ngẫu đúng không? Ở đây tôi cho là A append i. Thế thì sau cái lệnh này, sau lệnh này thì là A chính là cái dãy từ 1 đến n. Rồi, thế bây giờ tôi cần tạo ra cái kết quả là cái hoán vị P cơ nhé. P nhé. Và P tôi muốn là gì? Là P là tôi lấy ngẫu nhiên từ A ra, tức là làm một hoán vị ngẫu nhiên của A. Thì làm như sau. Đây, để làm một cái là như thế. Đây đây. Tôi for nhé. Như nào nhỉ? Tôi lần lượt tôi lấy for i in range n, làm đúng 10 lần thì là xong. Làm đúng n lần là xong. Lần như vậy, tôi lấy một từ ngẫu nhiên từ A ra. Đây tôi phải làm thêm một lệnh nữa là from random import choice. Đấy, nhưng mà ta phải đưa lệnh này, thường lệnh này tới lên đầu của chương trình là from random import choice. Là tôi cần hàm choice. Hàm choice là hàm lấy một phần tử ngẫu nhiên từ một dãy cho trước nhé. Rồi đây làm như sau này, tôi lấy ra phần tử a bằng choice, lấy ra từ a hoa, lấy ra từ dãy a một phần tử ngẫu nhiên. Sau đó tôi mới bổ sung cái A này vào P. A và P. Sau đó tôi xóa cái A khỏi. Xóa một từ A này khỏi A lớn là xong. Tôi A. Remove. Tôi xóa đi để lần sau tôi lấy ra. Vòng lại lấy ra thì nó không bị trùng vào phần tử trước nữa. Khi nó xóa rồi nhá thì quay lại đây. Thì khi lấy ra lần thứ hai nó không bị trùng nhau nữa. Vậy là xong. Bây giờ tôi sẽ in ra tôi print ra cái P để kiểm tra xem nó có phải là một hoán vị ngẫu nhiên hay không. Đây chính là bài số 4 này, là một cái bài là sinh một cái hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến n bất kỳ. N đây là 10. Bây giờ chạy thử nhé. Đây là một hoán vị ngẫu nhiên này, thấy không nào?
chị lại lặp lại lần thứ hai này. Đấy, dầm không bị ủng hộ nguyên khác. Thì đây là các bạn thấy đây là cái bài tập đơn giản thôi, là dùng cái hàm choi để chúng ta sinh ra một kiểu hóa tự nhiên từ một đến n. Và cũng bài này chúng ta có thể sinh một hóa tự ngẫu nhiên của bất kỳ một tập hợp a nào, chứ không phải là một dãy a nào. A có thể là dãy bất kỳ chứ không phải dãy từ một đến n. A có thể là dãy các số chính phương, dãy các số lẻ, dãy các số chẵn, vân vân. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hàm của cái hàm choice. Như vậy hàm choice, hàm random và hàm random cho tôi đó là ba cái hàm mà cho tôi là quan trọng nhé. Đi quá chứ random này, một số cái hàm quan trọng ở đây không có, tôi chưa vọt vào, đúng không? Được, không sao. Rồi thì bây giờ tôi nói sang cái lệnh chúng ta, đây là vùng vực chúng ta sử dụng các cái hàm, các cái mô đun có sẵn. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm lấy các mô đun đó được. Cái đơn giản thay vì là đối với Python là mọi cái file P, đuôi P đều là mô đun hết. Đấy. Thì cái file P đó chúng ta có thể tạo ra cái hàm số ở bên trong thôi. Thì khi chúng ta sử dụng cái file P đó thì sẽ có sử dụng cái mô đun đó rồi. Bây giờ làm thử nhé. chúng ta có hoàn toàn tạo ra cái module luôn cho riêng mình, thì cái file P đó chúng ta không phải chương trình, nó chỉ là thư viện thôi. Chúng ta tạo ra những cái hàm mà chúng ta dùng cái hàm khác, chúng ta dùng trình khác, chúng ta lấy hàm ra để chúng ta dùng. Như vậy là cái hàm số được tạo ra trong một cái module ấy, chúng ta có thể dùng nhiều lần. Đây chỉ là ý nghĩa của cái module ở trong Python. Và như vậy chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều cái module riêng của chúng ta, thì vậy hàm riêng của chúng ta. Bây giờ làm thử nhé. Bây giờ tôi sẽ xây dựng một cái thư viện nhỏ thôi nhé, một cái thư viện nhỏ của tôi thôi, thư viện nhỏ hay là module nhỏ. Trong này tôi sẽ xây dựng một vài cái hàm đơn giản thôi, dụ nhé. Đấy, tôi tạo ra cái hàm là hàm thứ nhất là hàm sinh một cái ma trận đơn vị bậc n. Tôi nói đây là tôi làm thử rồi đấy nhé. Chúng ta có thể copy cái bài từ nãy sang rồi nhé. Thì đây là cái hàm gì? Đây là cái hàm như này. A bằng, đúng không? Ta nhớ lại một tí nhé. For i in range n, chúng ta lấy ra một cái hàng hát, tự nhiên lại hàng hát này, hàng hát nó gồm có là không này nhân với i này, xong cộng với một này, xong cộng với không này nhân với n trừ i trừ một, đúng nhỉ? A append hat nhé. Và ở đây là return. Đó là cái hàm thứ nhất nhé. Hàm thứ hai, ví dụ là hàm là def là show a, làm rồi đấy, show a là in ra cái mặt trận a bất kỳ. Tôi copy lại đỡ phải nhé. cái bài số 4 nó có không nhỉ? Bài số 3. Bài số A không có, bài số 2. À, đây số A này rồi, may quá. Đây, số A như là cái này. Đỡ phải làm. Hãy số A này nhé. Số A. Như vậy đây là thư viện này. Thư viện này tôi sẽ ghi ra với thư viện là TV1. Thư viện 1. Được chưa? Đó. Cái thư viện này là gồm có số hai hàm là def hàm là sinh một cái ma trận đơn vị, và thứ hai là hàm gì? Hàm hiển thị cái ma trận ra bất kỳ. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái tệp mới. Tệp này sẽ sử dụng kia thư viện kia. Được không? Sử dụng được nhé. Đây làm như này. Miễn là ta để hai cái hàm, hai cái file này
cùng nhau nhé, ở cùng cùng một chỗ thì nó dễ này. Đây, đây là file là B5. File B5 sẽ sử dụng thư viện là TV1 nhé. Đấy, các bạn cùng tôi làm thử này rồi. Đây. Dùng thư viện đúng không? Dùng là module nhé. Rồi, như sau này, tôi là from đúng không? From TV1 là cái file, TV1 chính là cái thư mục mà chính là cái file, là cái thư viện chúng ta import sao. Như vậy là tôi import vào file của tôi tất cả các hạng trong cái TV là thư viện 1 của tôi nhé. Mình thì viết này, A này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được. Và tự nhiên này tôi biết này, tôi biết là show A. Các bạn thấy nhá, khi tôi biết là show nhá, hiện ra đây này, thấy không, làm như vậy hàm show hàm máy nó hiểu A. Như vậy là trong thư viện của chúng ta có hàm show rồi, hàm show này là hàm show mà chính cái thư viện, chính cái bên này này, đấy, show này này chính là ở đây rồi. Bây giờ hàm này nó chạy thử nhé. Như vậy là không cần viết lại thư viện nữa, đây ra này, đấy. Vì cái hàm show này nó lấy ra từ thư viện là TV1 đây rồi. Thấy không nào? Đấy, nhưng mà chúng ta có thể tạo lấy cho chúng ta các cái thư viện rất đơn giản. Nhưng mà cái phần này là phần mà của Python là vô cùng đơn giản. Rất là gọn nhẹ, đơn giản. Dễ hiểu. Thì đó chính là cái module nhé, module. Chúng ta có thể tự thiết lập được các cái module của mình. Được chưa? Đó. Được chưa? Rồi, thì chúng ta về nhà làm bài tập chương 7, chương 8 nhé. Hôm nay là chúng ta đã học xong chương 7, chương 8 rồi đấy. Các bạn thấy khó hiểu không? Buổi sau là chúng ta sang phần sâu ký tự. Là phần cũng rất là khó, rất là phức tạp nhé. Có ai có hỏi gì không ạ? Mình im lặng quá, đồ ấy nhỉ. Coi ai có hỏi gì, có thấy khó hiểu không? Tôi nghĩ các bạn là giáo viên tin học ở đây là lớp mà giáo viên tin là rất thạo về trình rồi, nhưng mà tôi nói hơi nhanh một chút. Thật ra là ví dụ như là đáng nhẽ ra cái phần chương 7 là khoảng một buổi riêng về mạng trận, sau đến sang cái chương 8 là module, là một buổi riêng về module thì nó sẽ sâu hơn đấy. Nhưng vì là chúng ta không nhiều thời gian, và chúng ta lại vì các bạn, tôi nghĩ các bạn là người đã thạo về lập trình rồi, tôi cho phép là nó nhanh. Chứ còn nếu mà học từ đầu cho trẻ con ấy thì phải nó chậm hơn. Nếu các bạn có mong muốn là chúng mà việc các nhà các bạn làm bài tập mà cần tôi sửa bài nào ấy, thì tôi sẽ dành một buổi để tôi sửa bài tập cho các bạn nhé, sửa trên làm bài tập trên lớp của cho mình. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhá. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Học mua. Về nhà học nhá. Về nhà làm bài tập nhá. Không làm bài tập là không hiểu gì đâu. Càng ngày nó sẽ càng khó dần lên nhá. Phải làm thì nó mới nhớ vào đầu này. Nó nhớ vào đầu thì nó mới nhớ được. Vâng. Cái này cũng hiểu, nhưng mà các bạn mà không làm là nó sẽ cực khó luôn đấy. Tôi phải dừng đi lại đây.